Tường Vi rất vui khi được gặp lại quý vị và các em trong chương trình Ước mơ của em, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV sản xuất. Tường Vi vừa nhận được một lá thư để chia sẻ tình cảm của bạn ấy dành cho ba của mình. Nhưng mà cụ thể điều bạn ấy muốn là gì thì chúng ta hãy gọi điện cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đây. Hiệp sĩ ơi, hiệp sĩ hãy đến nhanh với địa chỉ là 159/24 xóm Chiếu, quận 4 để gặp bạn Quốc Khánh nha. Bạn ấy muốn tạo ra một bất ngờ dành tặng cho ba của mình. Mà nghe nói là món quà bất ngờ này khó lắm á. Bất ngờ thì mình phải giữ bí mật. Thôi nhưng mà không sao. Bây giờ hiệp sĩ sẽ đến gặp bé, hỏi thăm bé coi sẽ tìm cách như thế nào nha. Chúc hiệp sĩ lên đường thành công nha. Quốc Khánh ơi. Dạ, em chào chị. Chú nghe nói là con có một cái ước mơ rất là hay. Ước mơ của con là gì vậy? Hằng ngày công việc của ba con có vất vả lắm không? Có, có khi đi chợ thôi, có khi đi học. Ngày hôm nay á, ba con muốn giúp cha con bằng cách nào? Con sẽ lén lút đi theo cha. Nếu mà nhà đó mà có con á, thì con sẽ hóa trang thành con của người đó. Làm sao để biết cái lịch trình của ngày hôm nay ba con sẽ sửa ở đâu? Có, ở ngoài có một cái bảng thông báo giống như cái bảng này. Ba con làm việc ở đâu? Ngay đây nè. Con dẫn chú đến đó nha. Con đang làm nước gì cho ba? Nước cam. Nước cam để mang theo cho cháu. Con làm nước cam xong đi rồi hai cháu mình đi. Em có biết được rằng là ba của bé lúc mà bé phụ á thì ba có la bé thì khi phá mấy cái máy móc hay thì con vít này kia lấy ra thì không đồng ý. Rất là nhiều khi bị la mà buồn nên bây giờ ước mơ là làm hôm nay sẽ làm được hiện thực. Đâu cha con là ở đây hả? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Con ngoài đi rồi để chú vô khỏi cái bảng đó nha. Con dựng áo này một chú nha. Rồi đứng đây đợi chú à. Dạ chào anh, nghe em là phóng viên thì ngày hôm nay em có muốn hỏi anh về công việc của mình. Trong cuộc sống của chúng ta thì có rất nhiều nghề nghiệp khác nhau và ngày hôm nay Chí Thiện sẽ cho các bạn tìm hiểu thêm về một nghề, đó là sửa cơ khí điện lạnh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp chủ của một cái tiệm sửa cơ khí điện lạnh ở đường xóm Chiếu. Anh ấy tên là Quốc Khánh. Rồi chào anh. Mình tên là Khánh. Khánh là tên của con trai mình. Tiệm điện lạnh Quốc Khánh này cũng lâu rồi, cũng 5 năm nay rồi. Ngày hôm nay em có bận gì không ạ? Có, việc thì cũng nhiều lắm, không nhiều lắm đâu. Em muốn đi theo để có thể hiểu thêm, có lấy thêm tư liệu về cái nghề sửa điện lạnh của mình được không ạ? Thì anh cứ làm công việc của anh thôi. Cảm ơn anh. Dạ. Ngồi đây nha. Chú viết hết tất cả những gì ở trên bảng viết nhưng mà chú không hiểu cái này là gì. Vệ sinh máy lạnh. NTMK. Điểm thì Minh Khai. Đúng rồi, đúng rồi. 15B/74. Giờ mình lại cái địa điểm 11 giờ trước ha. Dạ. Có kêu sửa máy lạnh không anh? Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ trốn đi rồi mấy người kia tới, nếu mà một trong hai nhà này mà đi vô làm thì mình sẽ vô chổng luôn. Nhà này thì mình cũng chưa chắc chắn nữa. Vậy mình hỏi tao thử anh. Bây giờ con phải ở đây cánh. Giờ chú sẽ đi mấy cái nhà tiếp theo để coi như thế nào nha. Chú ơi chú. Chú có biết nhà 18B/74/2? Trong này không có nhà đẹp tại đâu đâu. Con phụ cha cho nên con đang kiếm nhà. Sao biết đâu bố mẹ, để vào đây có ý đi gì đây, đi ra được. Đây. Ở đây không có, tao nói ở đây không có đâu. Chú đi tìm ở gần đây rồi, chỉ có một địa chỉ duy nhất này thôi. Nhưng mà người ta có gì không ở đây không dạ, có. Không đi, em thấy vào đây một mình. Dạ. Bây giờ 11 giờ kém 3 phút.
59. Phải không? Phải không? Chú nghĩ là bây giờ chủ nhà cũng có ở nhà nè. Rồi chắc là ba con đã nghỉ lịch hẹn ngày hôm nay rồi. Vậy thôi bây giờ mình tới địa điểm thứ hai nha. Đi. Dạ em là đến từ chương trình Ước Mơ Của Em. Thì ngày hôm nay bé có một cái nguyện vọng là nhờ hãy nhờ đến sự trợ giúp của chị. Dạ con tên là Trần Quốc Khánh. Trần Quốc Khánh. Dạ. Bây giờ con chỉ cần là cô cho con lên trển để phụ giúp cha. Ước mơ cho đẹp tuổi thơ này, bạn và em giấc mơ cùng bay. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Dạ em là phóng viên sáng nay. Em có biết được chất lịch của anh ngày hôm nay sửa điện ở 135D1 đúng không anh? Bây giờ em vô cũng xin phép chủ nhà rồi, thì bây giờ em lên em gặp anh một tí nha. Nếu mà mình muốn vệ sinh cái máy lạnh đó thì mình sẽ làm gì chứ ạ? Ủa, anh gắn cái máy nó lại làm gì vậy? Cái máy lạnh nó chảy nước thì mình sẽ làm gì với nó? Nước là do mình nè. Anh nhìn tay nha, anh nhờ này tí. Tí. Cảm ơn anh đã làm phiền anh rất là nhiều, là đi theo anh để biết rằng một ngày của anh khi mà làm người thợ sẽ như thế nào. Ở nhà thì anh hồi nãy anh có nói là anh có hai bé. Bé anh nhiêu tuổi rồi? Bé Quốc Khánh 10 tuổi, còn bé Minh Ngọc thì 2 tuổi. Bé có hay về tâm sự với anh chuyện này, chuyện... Có chứ, cha con nói chuyện nhiều lắm á. Ngày của mẹ đó, mình đâu có biết đâu. Cái nó đâu để dành đâu, 3.000. Không có cho tiền đi học nha, đến lớn nó chưa, không có cho tiền. À, không cho đi học. Nó để dành đâu được 3.000, cái đó đâu nó mua được chiếc nhẫn gì á. Mà màu vàng, nó bỏ vô trong cái bao thơ đàng hoàng. Bây giờ nó viết cái thư ngày của mẹ rồi tặng cho mẹ rồi. Mẹ cầm cho nó, ủa sao mình có tiền mua vàng. Anh vui lắm, vui là vui đó. Nhưng mà thực sự là cái nhẫn đó là cái nhẫn có 3.000 thôi. Mà đương nhiên người mẹ nào mà thấy là không vui. Mình đâu có nghỉ ngày nào đâu phải không anh? Về là tối là anh đã mệt lả người rồi. Rồi thôi bây giờ mình vô dọn dẹp phần cuối cùng thôi. Có một con muốn thắng à? Đi theo mình nè. Đi theo mình. Theo mình cách nào không biết nữa. Sao? Ủa, anh uống miếng trước đi. Nước cam làm chữ con anh viết luôn đó. Cái nước cam nó khó nè. Nước cam nó bỏ muối. Nó bỏ cái muối rồi. Trong thư có ghi là nếu cha tha lỗi cho con á thì con mới xuất hiện. Nó theo hả? Theo mình hả? Vậy anh có tha không? Thì phải tha nó thôi. Tha rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con giận mà. Con thấy là con làm được cái gì con nói ba nghe cha nghe coi. Trên đường đến đây thì đói lắm cho nên phải qua một quán ăn á. Ngủ ở đó rồi nó rồi mới tới đây. Rồi nãy con với chủ nhà ở đây là mới hợp tác với nhau. Cha vui lắm nhưng mà giờ đi học là không có được đi theo cha vậy. Con xin phép con, cô rồi. Muốn làm cái gì thì ra ngoài tìm cha chỉ cho nó phụ cha. Mỗi ngày nghỉ cha cho con đi theo để giúp cha nha. Chị Tường Vi rất hồi hộp và cảm động với những tình cảm cũng như là những việc làm mà em đã dành tặng cho ba của mình. Và chúc cho Quốc Khánh nhà ta sẽ mãi là đứa con ngoan ngoãn đáng yêu của ba mẹ nha. Còn bây giờ thì tiếc quá, chị Tường Vi phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Ước mơ của em lần sau. Chắp cánh ước mơ tuổi thơ để ngày mai.